đại biểu Quốc hội lần đầu tiên tiết lộ bản kê khai tài sản gây choáng váng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết lý cuộc sống. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, ngày 23 tháng 10 năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước thay cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang mới qua đời, với số phiếu bầu đạt gần tuyệt đối là 99,79%. Phát biểu về sự kiện này, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc từng nói, sự kiện hôm nay dù chỉ là tình huống do trước đó Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, Việt Nam khuyết chức danh người đứng đầu nhà nước, nhưng tôi nghĩ rằng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu với kết quả đồng thuận rất cao như vậy là sự tất yếu. Trước hết là ở uy tín cá nhân và về lâu dài, tôi hy vọng việc Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước không chỉ tình huống mà sẽ được nghiên cứu để thể chế hóa. Đại biểu Dương Trung Quốc nói, ông Bùi Văn Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình chia sẻ, nhiều đảng viên và cử tri mà tôi biết đã rất phấn khởi từ khi Tổng Bí thư được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Tôi tin nhiều người đã vỗ tay khi ngồi trước màn hình TV ngày 23 tháng 10 năm 2018. Còn Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Thanh Vân thì khẳng định, tân Chủ tịch nước là một người ưu tú xứng đáng. Theo đại biểu, tầm nhìn chiến lược và những quyết sách của nhà lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ trên các cương vị quan trọng mà ông từng đảm nhiệm, đơn cử như công tác xây dựng đảng hay gần đây là mặt trận phòng chống tham nhũng. Cùng với đó, ông cũng có cuộc sống và phong cách vô cùng giản dị. Theo ông Lê Thanh Vân, bản kê khai tài sản của Tổng Bí thư thì ông ở nhà công vụ, dành dụm được một số tiền, một phần mua công trái và một phần gửi tiết kiệm. Qua bản kê khai đó, tôi thấy rằng, ngoài công việc, ông có cuộc sống bình thường như bao cán bộ công chức khác, ông Vân nói. Nhà sử học Dương Trung Quốc thông tin thêm, khi đọc bản kê khai tài sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông thấy rất khiêm nhường. Bản kê khai cho thấy, mức lương của ông không cao, tiền tiết kiệm và tài sản cũng không nhiều. Ngoài căn nhà công vụ theo quy định của đảng và nhà nước, ông có hơn 300 mét vuông đất ở quê do ông bà tổ tiên để lại. Đại biểu Dương Trung Quốc cho hay, sau đây xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về căn nhà công vụ mà gia đình Tổng Bí thư đang ở, mà đại biểu Lê Thanh Vân nhắc tới, đó chính là căn nhà số 5 phố Thiền Quang. Tôi quan tâm tới căn nhà số 5 phố Thiền Quang, nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và gia đình đang ở, bởi từng có dư luận cho rằng, từ thời còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Trọng đã làm sổ đỏ cho đất và nhà này. Nhưng sau khi bầu tân Chủ tịch nước, các đại biểu Quốc hội đã giúp tôi đính chính một thông tin không đúng mà mình đã tiếp cận. Sự thật là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn ở nhà công vụ và đó là số 5 phố Thiền Quang, một con phố nhỏ thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có nghĩa rằng căn nhà này vẫn là tài sản của đảng. Theo tìm hiểu, đó là căn nhà công vụ từng là nơi ở của cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng. Trước lúc lâm chung, vị tiền bối Nguyễn Lương Bằng đã dặn người thân phải trả lại căn nhà cho đảng chuyển đi nơi khác. Cũng trên con phố nhỏ này, còn một căn nhà tương đối khang trang trước đây. Một vị tiền bối từng ở đó là căn nhà số 4 của cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàng. Cụ Hoàng từ trần, ngôi nhà ấy cũng được gia đình trả lại cho đảng. Bây giờ là trụ sở của Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương. Quê của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ở huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, có căn nhà và đất từ thời cha mẹ ông để lại. Khi phóng viên đăng bài, tân Chủ tịch nước ở nhà công vụ, cuộc sống bình dị, một đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã gọi điện cho tôi nói rằng bộ vest mà hôm nay Chủ tịch nước mặc lúc tuyên thệ nhậm chức cũng là bộ vest mà ông đã mặc 12 năm kể từ khi ông nhậm chức Chủ tịch Quốc hội. Trước đó, đại biểu Lê Thanh Vân cũng nhận xét, chúng ta có thể thấy từ cách ăn mặc của ông, ngoài những dịp thực hiện nghi lễ cần mặc vest, còn lại ông thường mặc những bộ quần áo giản dị, có những chiếc áo cũ đến sườn vai. Tôi cũng được biết thêm rằng, với số tiền tiết kiệm không nhiều, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng một phần để mua công trái. Là bạn cùng lớp đại học với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Dương Đức Quảng, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin Báo chí Văn phòng Chính phủ kể, khi là sinh viên, anh Nguyễn Phú Trọng học giỏi, luận văn tốt nghiệp đạt xuất sắc, được kết nạp vào đảng trong trường.
Anh Trọng đã trải qua nhiều cương vị quan trọng, nhưng xuất phát điểm của anh không phải con ông cháu cha, mà sinh ra trong một gia đình nông dân quê ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông Quảng nói, về con cái anh Trọng, tôi chỉ viết một vài điều mà tôi biết. Anh Trọng có hai người con, một gái, một trai, đều là những viên chức nhà nước và là các công dân bình thường như bao công dân khác. Có thể có người gặp các cháu trong công việc hay cuộc sống thường ngày mà không hề biết bố các cháu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vì chẳng bao giờ các cháu tự nói ra điều này. Lần gả chồng cho con gái, khi đã ở cương vị quyền cao chức trọng, ngoài gia đình và họ hàng, anh Trọng chỉ mời những bạn bè thân thiết từ hồi học phổ thông đến đại học và sau này đến dự đám cưới. Còn những người khác, kể cả những người quyền cao chức trọng hơn anh, nhưng không phải là bạn như tôi đã nói ở trên, anh không mời. Đám cưới đó tổ chức giản dị, chỉ có tiệc trà, hoa, quả và bánh ngọt, không có cỗ bàn linh đình. Khi cưới con trai, anh Trọng chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình và chỉ mời rất ít bạn bè của anh chị và các cháu chứ không mời rộng rãi. Đúng như giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên đại biểu Quốc hội cho biết, chỉ sau đám cưới của con, anh Trọng mới gửi thiếp báo hỷ tới bạn bè. Tôi cũng là một người nhận được thiếp báo hỷ như thế. Trong khi đó, khi hai con trai tôi cưới vợ, anh Trọng đều đến tận nhà tôi để mừng cho các cháu. Khi đó anh đã là Bí thư Thành ủy Hà Nội và là Chủ tịch Quốc hội. Đối với các bạn bè khác ở lớp tôi cũng vậy. Khi biết tin bố, mẹ, vợ hoặc chồng của các bạn qua đời, hoặc khi các con của các bạn lấy vợ, gả chồng, biết tin anh Trọng đều đến tận nhà chia buồn hoặc chia vui với bạn bè. Anh Trọng là thế, bao giờ cũng tử tế với mọi người. Một lần khi đang là Chủ tịch Quốc hội, ngồi cùng xe với bạn bè cùng lớp đại học, hầu hết là nhà văn, nhà báo, những người biết nhiều chuyện trong xã hội, về thăm nơi lớp học sơ tán trong thời chiến tranh chống Mỹ ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Anh Trọng đã được nghe các bạn kể bao nhiêu chuyện tiếu lâm, đọc cả thơ ca, hò vè về các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Đôi lúc anh cũng góp một vài chuyện vui cùng các bạn. Những lần được gặp anh ở nhà riêng hay đến thăm anh, tôi cũng đã nói với anh đủ mọi chuyện mà tôi biết được, kể cả tâm tư, nguyện vọng của bạn bè, của người dân đối với đảng, với đất nước hiện nay. Bao giờ anh Trọng cũng lắng nghe và anh đều nói với tôi sẽ làm mọi việc để giữ đất nước bình yên và ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày một tốt đẹp hơn. Anh biết cả những nỗi niềm và bức xúc của tôi cũng như nhiều người, nhưng anh bảo phải giải quyết từng bước, không thể làm được ngay như nhiều người mong muốn. Đó là những tâm sự mà ông Quảng nói. Nói thêm về gia đình, vợ con của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội nói, ông đã cảm ơn người từ chối nhận con mình vào làm việc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là người rất mẫu mực. Nhìn vào bản kê khai tài sản của ông nhân dịp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước, tôi thấy rằng đó là bản kê khai trung thực, có độ tin cậy rất cao. Qua bản kê khai đó, tôi thấy rằng ông có cuộc sống bình thường, bình dị như đa số người dân lao động Việt Nam hiện nay. Ông ở nhà công vụ và có tài sản tiết kiệm nhỏ. Cá nhân tôi có thời gian làm việc, tiếp xúc. Khi ông Nguyễn Phú Trọng còn làm Chủ tịch Quốc hội, thì tôi có thể khẳng định rằng ông là người vô cùng liêm khiết, chính trực. Thông qua bạn bè, người thân của ông, tôi cũng biết rằng gia đình, vợ con của ông cũng sống, cuộc sống rất bình dị, không có khác biệt so với mọi người. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không hề tác động nhằm làm có lợi cho gia đình, người thân của mình. Tôi nhớ khi con ông ra trường, có bạn bè của ông đưa hồ sơ đưa sang xin việc ở văn phòng chính phủ. Nhưng chủ nhiệm văn phòng chính phủ khi đó trả lời là cháu chưa đủ điều kiện vì thiếu thời gian công tác thực tế. Khi biết chuyện này, ông Nguyễn Phú Trọng không những không tác động để con được vào làm việc mà còn cảm ơn người không tiếp nhận. Với tấm gương liêm khiết như vậy, tôi nghĩ rằng là một trong những lý do để ông được liên tiếp giới thiệu trong những hoàn cảnh đặc biệt. Trong lần Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột qua đời, đảng và nhà nước đã thống nhất rất cao giới thiệu và bầu ông làm Chủ tịch nước. Tôi tin rằng Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đủ những điều kiện ưu tú để đứng đầu đảng nhà nước, là một tấm gương trong giai đoạn đảng ta đang phải nhấn mạnh sự nêu gương của người lãnh đạo. Ngày thầy giáo cũ, giáo sư Phan Cự Đệ mất, ông Nguyễn Phú Trọng khi ấy là Chủ tịch Quốc hội, đến viếng. Tuy có vòng hoa riêng,
nhưng vẫn nhập đoàn với các sinh viên văn trường đại học tổng hợp. Cô giáo dạy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày lớp 4 Đặng Thị Phúc vẫn còn nhớ mãi, cậu học trò chỉ mặc mỗi bộ quần áo nâu đi chân đất, không kể đông hay hè. Nhờ bài thơ Người trò nhỏ năm xưa tặng Nguyễn Phú Trọng, cô đọc ở hội thơ nhà giáo, cậu học trò nhỏ ngày nào đã tìm về thăm cô sau 50 năm. Trò Trọng đến khi tôi đang chuẩn bị cơm chiều, kể cũng tài, lúc đó nhà tôi đang say nên phải đi ở thuê, đường quanh co mà em vẫn tìm được. Bà xúc động nói, một câu chuyện từng được ông Nguyễn Văn Giàu, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại chia sẻ trong cuộc họp tổ của Quốc hội. Đó là khi xảy ra vấn đề Biển Đông, vụ Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tháng 5 năm 2014, thì Trung ương đang họp, Bộ Chính trị cũng tiến hành họp, và ông Nguyễn Văn Giàu là thành viên của Đảng đoàn Quốc hội được tham dự các phiên họp này. Tôi nhớ phiên thảo luận đó, cuối cùng Tổng Bí thư quyết, ông nói rằng, mọi cách bằng mọi giá phải giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển kinh tế, đi bằng cách nào, bằng ba trụ cột. Trụ cột thứ nhất là luật pháp quốc tế. Trụ cột thứ hai là đấu tranh ngoại giao trực tiếp với Trung Quốc và toàn thế giới, với Liên Hiệp Quốc để ủng hộ ta. Trụ cột thứ ba là thực địa, kể cả mời báo chí trong nước và nước ngoài ra ngoài khu vực nóng, ông Nguyễn Văn Giàu chia sẻ. Trước đây, tôi đã từng nghe nhiều mẩu chuyện về cuộc sống giản dị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những chuyện đó được bạn bè, đồng nghiệp của ông kể lại khi ông đã giữ những vị trí quan trọng của đảng. Với cương vị đảm nhiệm ba chức vụ cao nhất của đảng, nhà nước và quốc hội, nhưng ông vẫn sử dụng xe công vụ, vốn là chiếc Toyota Crown cũ đời 1998, có tuổi đời đã 26 năm. Chúng ta đều biết, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là sinh viên khóa 8 khoa văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Theo nhiều bạn học của ông kể lại, lớp văn khóa 8 của ông Trọng khá đặc biệt, không chỉ ở số lượng sinh viên vào hàng đông nhất khóa độ ấy, mà còn đa dạng những thành phần. Một phần là các sinh viên từ Đông Âu về với lý do đặc biệt. Một phần là sinh viên khoa thư viện của trường Đại học Văn hóa gửi sang, còn lại là học sinh giỏi văn phổ thông. Ông Trọng nằm trong số này. Khóa 8 bước vào niên học năm 1963, năm bắt đầu rục rịch sự đánh giá của giặc Mỹ. Nên liên tiếp, lớp văn 8 phải di chuyển từ trường Trung học Trung Hoa vào ký túc xá ở Mễ Trì. Đến năm 1966 là năm cuối cùng, thì sơ tán lên xã Vạn Thọ, huyện Đài Từ, tỉnh Bắc Thái. Dạo ấy so với anh em trong lớp văn 8, thì đồng chí Trọng cũng bình thường như những sinh viên khác. Ông không nổi trội bởi có những tài lẻ như vài chàng sinh viên thành thị có như chơi đàn, ca hát. Ông cũng không có mặt trong số sinh viên lớp trên hay xuống trò chuyện, giao du với đám sinh viên nữ và những sinh viên ưa hoạt động thể thao văn nghệ kiểu như tôi. Trong lớp văn 8, ông Trọng thuần túy là một chàng trai nông thôn chăm chỉ, nghiêm chỉnh và luôn luôn chấp hành mọi yêu cầu của khoa, từ việc nhỏ nhất như tóc cắt cao, lên lớp áo bỏ trong quần và đi dép đủ quai. Mọi chế độ sinh hoạt đóng góp từ lên rừng lấy tre, lấy nứa, lấy củi, gác đêm thực hiện đầy đủ. Cùng với những sự nghiêm chỉnh đó, cộng với thái độ và kết quả học tập luôn đứng hàng đầu lớp, nên đến năm thứ hai, ông được bầu làm bí thư chi đoàn của lớp và là một trong những sinh viên hiếm hoi được kết nạp đảng trong nhà trường. Khi làm bí thư đoàn, bất kỳ buổi họp nào ông cũng đến trước giờ họp chờ mọi người. Tất cả các anh chị sinh viên lớp văn 8 khi kể lại cho người viết bài này đều nhận xét. Bí thư đoàn của lớp văn 8 Nguyễn Phú Trọng phát biểu cũng như nói năng thường từ tốn rành rẽ. Đối với bạn bè thì chu đáo, tận tình và nhớ rất lâu những gì liên quan đến bạn bè. Nhiếp ảnh gia Vũ Huyến kể rằng, anh có người anh trai là ông Vũ Trung Trực, chẳng may bị bệnh chết, mà sau 6 năm ra trường khi gặp lại, đồng chí Nguyễn Phú Trọng vẫn hỏi thăm và chia buồn về sự mất mát đó với Vũ Huyến. Trong cuộc đời chúng ta thường gặp không ít những người có quá nhiều thay đổi với bạn bè, với anh em đồng môn, với hàng xóm xung quanh qua những giai đoạn của đời người. Thuở hàng vi và khi thành đạt khác nhau đến thế nào, với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì không. Lớp văn 8 ra trường năm 1967, vì vị trí công tác được phân và yêu cầu nhiệm vụ của những sinh viên mới ra trường, nhất là thời gian đó lại đang trong thời kỳ chiến tranh, nên sinh viên trong lớp không có điều kiện gặp nhau. Từ năm 2000 đến nay, vì nhiều lý do, lớp văn 8 mới có điều kiện gặp nhau, và những cuộc họp lớp
hầu như được tổ chức hàng năm. Giai đoạn này, hầu hết những người từng là sinh viên lớp văn 8 đều đã nghỉ hưu. Khi còn làm việc, họ từng là những tổng biên tập những tòa báo lớn, hãng thông tin quốc gia, những tổng giám đốc, thứ trưởng, bộ trưởng, nay đều trở về là những công dân bình thường. Duy nhất, chỉ còn sinh viên bí thư đoàn Nguyễn Phú Trọng, hiền lành, bình dị và chu đáo năm nào, vẫn là nhà chính khách hàng đầu quan trọng của Việt Nam ta. Xét về bình thường, giữa công dân bình thường với tổng bí thư có một khoảng cách rất xa. Sự chung nhất giữa họ là tình đồng môn và tình bạn bè cũ. Nhưng khoảng cách này mau chóng bị xóa đi bởi ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một lần họp lớp. Mỗi người trong chúng ta có những vị trí xã hội khác nhau, nhưng điều quý nhất mà tôi luôn tôn trọng và mãi mãi tồn tại là tình thầy trò, đồng môn. Với suy nghĩ ấy, nên Tổng Bí thư là một trong những người năng đi họp lớp nhất, trừ khi ông có việc bận và ông cũng thông báo cho anh em biết để xin phép. Nhận được thông báo họp lớp dịp ông Trọng được đề cử vào Trung ương để chúc mừng ông đã cẩn thận xin phép lớp vì ông đã đèo vợ bằng xe máy đến thăm thầy giáo cũ ở trường Nguyễn Gia Thiều. Một lần họp lớp khác tại Trung tâm Bảo tồn Văn hóa ở phố Hàng Bông, hôm ấy ngày nghỉ nên ông Trọng đã điện cho nhà báo Vũ Huyến, bạn cùng lớp, ở gần phố ông đến đèo ông bằng xe máy đến nơi họp. Trong cuộc họp, ông cùng trò chuyện vui đùa với anh em trong lớp. Nhà báo Trần Đình Thảo còn đùa hỏi ông, anh đã nộp quỹ lớp chưa? Ông mỉm cười, chưa kịp trả lời thì bà Thái Thanh trong ban liên lạc của lớp giở sổ vui vẻ thông báo, anh Trọng luôn luôn nộp đủ, đúng kỳ. Một lần cùng lớp về thăm lại Tràng Dương nơi sơ tán cũ, khi đó ông Trọng đã là chủ tịch quốc hội và vợ đi cùng xe to với lớp. Lần đó vợ chồng ông bỏ tiền ra mua chiếc tivi để tặng xã sơ tán cũ. Khi trao, ông bà Trọng thông báo luôn rằng đây là quà tặng của lớp văn 8. Nhà báo Vũ Huyến cho biết, trong chuyến đi đó, ông Trọng dặn ban tổ chức lớp lo chu đáo cho lái xe và từ chối kế hoạch đón tiếp mà ông Nguyễn Bắc Son, bí thư Thái Nguyên hồi đó định tổ chức. Ông nói, tôi là cựu sinh viên về thăm bà con đùm bọc chúng tôi hồi sơ tán, đề nghị không đón tiếp linh đình. Lần họp lớp đúng khi ông được bầu là tổng bí thư đảng, một người đề nghị chúc mừng tổng bí thư. Ông Trọng nói ngay, đó là nhiệm vụ được giao, còn đến họp lớp, tôi cũng chỉ như mọi anh chị em khác trong lớp. Sau đó ông trân trọng trao túi quà cho các thầy và túi quà đóng góp cho lớp như mọi kỳ họp khác. Một lần đến chơi, nhà nhiếp ảnh gia Vũ Huyến, nhà quay phim Vũ Dương, con trai Vũ Huyến bảo, tóc bác bạc trắng chắc bác phải làm việc nhiều. Ông Trọng mỉm cười nói vui, lớp bác và bố cháu ai cũng làm việc nhiều, nhiều người còn làm hơn bác ấy chứ. Như hồi đi học, lớp bác diễn kịch Nổi Gió, bác Trần Đức Chính đóng Trung Úy Phương, cô Hồng Duệ đóng chị Vân. Bố cháu cầm loa thông báo bà con ngồi xem trật tự, bác chỉ là người vắt bình điện giúp bố cháu thôi. Nhà báo Vũ Lân có nhiều kỷ niệm với đồng nghiệp đàn anh là nhà báo Nguyễn Phú Trọng. Từ khi ông còn là chuyên viên năm, bậc lương 86 đồng, cho đến khi trở thành phó trưởng ban, rồi trưởng ban xây dựng đảng, tạp chí Cộng sản. Hai ông có một thời gian ở cùng nhà tập thể tạp chí Cộng sản tại phố Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Gia đình ông Nguyễn Phú Trọng ở một phòng trên tầng 3, còn nhà báo Vũ Lân ở tầng 2. Sáng sáng trên đường đi bộ từ nhà sang cơ quan, ông Nguyễn Phú Trọng không bao giờ quên ghé qua nhà bán nước sôi ở cuối phố, rồi xách vít nước lên phòng làm việc để pha trà. Ban xây dựng đảng và ban văn xã làm việc cùng tầng, biết anh Vũ Lân khéo tay, nên ông Nguyễn Phú Trọng thường đóng cửa phòng sau bữa trưa nhờ anh Vũ Lân cắt tóc. Điều này giúp vừa tiết kiệm tiền cắt tóc hàng tháng, lại vừa thoải mái vì cởi trần cắt tóc không vướng víu, cắt xong không phải gọi. Chỉ cần lấy khăn phủi đi, rồi mặc áo mà bắt tay vào làm việc buổi chiều luôn. Việc cắt tóc diễn ra khá thường xuyên và kéo dài, cho đến khi anh Vũ Lân được cử đi học tại trường đảng cao cấp Moscow cuối năm 1989. Khi nói về nhà báo Nguyễn Phú Trọng, có một việc còn đáng nói hơn nữa, vì nó liên quan sát sườn đến tất cả những ai làm báo, đó là nhuận bút. Nhà báo Nguyễn Phú Trọng rất cẩn thận và công bằng, tính chu đáo vốn có từ lúc ông còn là tổng biên tập tạp chí Cộng sản, cho đến khi trở thành người đứng đầu đảng, nhà nước. Tất cả các bài báo đứng tên ông đều do ông viết, đọc bông, chỉnh sửa rất tỉ mỉ. Lĩnh được nhuận bút, ông thường mời các biên tập viên trong ban xây dựng đảng, một số nhà báo thân thiết trong tạp chí ra quán khao một bữa.
Kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng được điều động sang công tác ở Thành ủy Hà Nội với tư cách là Phó Bí thư Thường trực, rồi Bí thư Thành ủy, thời gian sau nữa ông tham gia Thường trực Ban Bí thư, ông luôn cho ý kiến, gợi ý hướng viết cho người giúp việc và đọc duyệt rất kỹ càng, cẩn thận trước khi đưa đăng. Việc chia nhuận bút của ông Nguyễn Phú Trọng thì chính nhà báo Vũ Lân là người trong cuộc và được người giúp việc thân cận lâu năm của ông kể lại. Quý vị ạ, 55 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trong mọi hoàn cảnh, luôn tỏ rõ bản lĩnh trí tuệ của người Cộng sản kiên cường, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiền phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Nêu rõ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó như Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa 7 đến khóa 13, Ủy viên Bộ Chính trị từ khóa 8 đến khóa 13, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư từ khóa 11 đến khóa 13, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, với quyết tâm chính trị rất cao, đồng chí đã chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá, gắn liền giữa phòng chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động trong phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng và chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thấy rõ hiện thân của sự gương mẫu nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất giữa những nung nóng nhiều năm và hành động cụ thể trong đấu tranh với tham nhũng tiêu cực. Nhờ vậy, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta những năm qua đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Chuyện về nhà chính khách lừng danh, người đốt lò vĩ đại Nguyễn Phú Trọng còn nhiều. Nhưng chỉ qua đôi ba câu chuyện này, chúng ta hiểu rằng, người đốt lên chiếc lò đang cháy bùng, thiêu rụi không ít những thanh củi tham nhũng, là một con người lớn lao mà bình dị. Một người biết rõ, chức tước là phù hoa của cuộc đời. Một người tôn trọng nhân cách, đem sức lực trí tuệ của mình phục vụ cho sự nghiệp mình theo đuổi. Một người không ham hư danh, không đánh đổi nhân phẩm của mình để cầu lợi. Đó là nhân cách của bậc sĩ phu chân chính. Và trong phần tiếp theo, mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn có tựa đề Già cả rồi. Bà Sang đã ra đến đồng, có ước lạo xạo dưới gót chân bà. Trời hẳn còn sớm, đâu đó lác đác vài người cũng đã ra đồng. Dòm thứ ruộng trắng lăn nước, dường như có quả tạ nặng cả trăm ký đeo trên hai chân bà. Không phải bà ngại cực, đời nhà nông bám gốc lúa lùng. Cái khó, cái khổ đã đeo gót chân bà hàng chục năm nay như đĩa đói đeo chân trâu, thì bà còn ngại gì nữa. Thử ruộng nhà bà năm nào như nấy, vì nằm ở chỗ trũng nên hễ mưa xuống là nước ngập như cái ao làng. Vào mùa này mỗi năm, bà đều phải vác gầu sòng tát nước vào con mương chảy ngang cánh đồng cho giống khỏi úng. Những người nông dân như bà, cuộc sống lao động gắn với cây lúa, chỉ mong thuận mưa, thuận gió, mùa màng bội thu. Chỉ mong vậy mà có mấy khi được toại ý. Mấy hôm trước, thấy trời không mưa, bà mừng thầm trong bụng rằng năm nay bà không phải dậm xạ cực nhọc nữa. Ngờ đâu, giống vừa gieo xuống, ông trời đã trêu ngươi bà. Nhìn ruộng nhà người ta, lúa đã cắm chông cả mà ruộng nhà bà giống còn ngủ trong nước. Bà lắc đầu thở một hơi dài rồi lội chân xuống đồng. Còn cái bà, thương má đã lớn tuổi nên khuyên ngăn không cho bà làm lúa nữa. Bà không nghe. Bây không biết, nhà có ruộng mà không làm được lúa, người ta đi ngang nhìn người ta cười. Người ta nói có mỗi đám ruộng cũng làm không xong. Đất mà bỏ hoang, phụ đất
thì lấy gì mà ăn hả con? Làm chi thì làm, nhưng còn ruộng thì còn bám lấy mà trồng lúa. Bà bảo, ba đứa con bà đều đã có vợ có chồng, con trai con gái, con dâu con rể, đứa làm nhà nước, đứa làm tư nhân cũng đủ chu cấp cho bà hàng tháng. Chúng đòi nuôi bà nhưng bà không chịu. Vẫn cứ một năm hai mùa, bà làm ruộng. Dù có cực khổ đến mấy, bà cũng không để cho thửa ruộng ba sào rưỡi thành đất hoang. Bà dừng tay nghỉ mệt. Bà leo lên cái chẫm đất ở góc ruộng. Bà vấn điếu thuốc lá và hút một hơi. Bà uống ngụm nước chè xanh. Nhà nông cứ trầu cao, thuốc lá và nước chè là đủ để lại sức. Bà ngồi nghỉ, mắt nhìn về khoảng đồng phía trước. Trước mặt bà hơn 100 mét, dọc hai bên đường quốc lộ là những tòa nhà, những bãi xe, những công ty vận tải với hàng rào thép B40 bao quanh mỗi khu, tách cao và nổi bật với ruộng đồng bên dưới. Cách đây vài năm, nơi những khu nhà đó mọc lên hẳn còn là đồng ruộng. Từ khi thành phố có dự án phát triển kinh tế địa phương bà thành cổng thương mại phía nam thành phố, người người đổ xô về mua đất ruộng dọc hai bên đường để kinh doanh. Bà còn nghe đâu, thành phố dự định quy hoạch xã kế bên thành làng đại học. Ông bí thư thành ủy cho xây một cây cầu vượt bắc ngang qua cánh đồng, ngang qua con sông ngăn cách hai xã, tạo một đường thông từ quốc lộ 1A đến công trình quy hoạch. Ruộng đồng được lắp phẳng cho nhu cầu quy hoạch và xây dựng công ty, đường xá, cầu cống. Người ta lắp đèn cao áp sáng choang cả một con đường dài. Người ta phát triển kinh tế. Những người dân quê được tiền đền bù thì bỏ hẳn chiếc áo làm đồng nhuộm vàng bạc phết. Họ mua xe máy, làm nhà, gửi ngân hàng. Trong mặt ai cũng phơi phới. Bộ mặt nông thôn đổi mới sau chính sách thành phố đã không còn vẻ chân chất của những làng quê Việt mà cây lúa gắn bó bao đời nay. Quê bà đã và sẽ bước đi những cánh đồng. Người dân sẽ chẳng mấy ai còn làm nông nữa, mà người người nhà nhà vẫn phải cần gạo cho bữa cơm. Bà biết, rồi người ta cũng sẽ quy hoạch đến ruộng nhà bà. Bà cũng mong như thế. Hơn nửa đời người làm nông, bà không còn nhiều sức lực như trước. Bỏ ruộng không đặng, bà chỉ mong một ngày bà có thể vứt cuốc một cách thảnh thơi mà không phải bứt rứt vì cái gốc nông dân hàng chục năm dằn vặt. Gần trưa, ruộng đã gần cạn nước. Những hạt giống với mầm sống bé tí nằm ngáy ngủ trên nền bùn. Nước cạn, mấy con rạm bò lởm ngởm tìm chỗ trú. Vài con ốc bu quấn quýt với bùn nhão, chậm rãi như không hề di chuyển. Giờ này người đi làm đồng đã về cả. Bà còn chần chừ cho kịp xong thửa ruộng để chiều khỏi mất công ra lần nữa. Đồng rộng mênh mông, chỉ còn mỗi mình bà, dáng gầy guộc đứng tát nước. Việc đồng áng xong xuôi, bà sang quầy quả vội về nhà để kịp nấu bữa trưa cho chồng. Bà hy vọng chồng bà ở nhà đã cắm cơm rồi. Cuộc sống hiện đại thật tiện lợi, chỉ cần bật nút là cơm chín. Nấu ăn thì đã có bếp ga, bếp điện. Chẳng phải như hồi trước, đi làm đồng về đã mệt, còn phải còng lưng thổi lửa, nhỏ nồi quệt cả lên mặt còn chưa rửa sạch bùn. Bà về đến nhà lúc giữa trưa. Từ cổng, bà thấy ông Mạnh, chồng bà, tươm tất áo quần trên chiếc rim lùn chạy ra. Ông Mạnh nhìn bánh bao với chiếc quần tây đã được bà là thẳng nếp. Áo sơ mi sọc dài tay cũng được là thẳng. Nơm ông trẻ hơn so với tuổi 62 của mình. Ông đẹp hẳn ra, trẻ hẳn ra, nhưng không phải cho bà. Hôm nay ông lại đi. Ông chỉ nhìn bà một cái rồi đi. Bà biết ông đi đâu. Người ta đồn đãi từ làng trên đến xóm dưới chuyện ông tằng tiệu với cô Thanh xóm rừng. Cô Thanh là một người đàn bà quá chồng. Từ khi đứa con trai còn chưa dứt sữa, cô ở vậy nuôi con đến lớn. Nay thằng con cô cũng bằng tuổi con trai út bà rồi, 25-26 gì đấy. Ở cái tuổi ngoài 40, cô tân thời và mơn mởn. Đôi mắt cô hay hay hồng những phấn. Duyên cô mặn mà hơn gái tuổi đôi mươi. Đàn ông theo cô nhiều vì cái duyên hồi xuân ấy. Thế nhưng bà Sang không hiểu được vì sao người đàn bà quá chồng hơn 20 năm thủ tiết ấy lại theo dính ông chồng bà. Những đứa con cũng biết chuyện, nhưng chúng không khuyên giải gì. Chúng coi như ba chúng, người sinh ra chúng không tồn tại. Có những chuyện đã xảy ra lâu rồi
mà ngẫm lại cứ như mới ngày hôm qua thôi. Có lẽ là vì tổn thương mà ông Mạnh gây ra cho bà, cho con bà vẫn còn hằn sâu. 15 năm trước, bà cũng như cô Thanh bây giờ, bà không đẹp tân thời như cô, nhưng bà mặn mà, vẻ bình dị. Thân hình phốp pháp đẩy đà ở cái tuổi xuân thứ hai của cuộc đời khiến bà đẹp, đẹp đến nỗi ông Mạnh phát ghen. Bà đi làm đồng, bà đi buôn trứng, bà đi đâu đều khiến ông lo lắng. Rồi chẳng biết ai ác ý đem gậy chọc bộ tóc. Họ nói rằng ông bị bà cắm sừng, hai cái sừng to trên đầu mà ông không biết. Rằng bà mèo mã gà đồng với ông Lực, chồng bà năm lai. Nghe sao biết vậy, lại thêm mặc cảm vì ông không làm ra nhiều tiền để lo cho gia đình. Ông nổi máu ghen. Ông Lực là bạn từ thuở nhỏ với bà. Hai người thân nhau vì trạc tuổi, lại cùng lớn lên bên nhau qua những năm tháng khó khăn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Tuổi đôi mươi, ông Lực ngỏ lời yêu bà. Nhưng cô sang ngày ấy đã rất yêu thầm anh chàng Mạnh thật thà từ cái lần anh nắm tay cô băng qua đồng tránh đạn từ máy bay Mỹ. Rồi bà đi lấy chồng, ông Lực cũng lấy vợ. Chừng ấy năm, ông Lực và bà vẫn là hai người bạn thân, chưa có làm gì sai trái để thiên hạ điều tiếng. Nhưng người đời ác khẩu, bà làm sao chống chế? Bà nhớ như in buổi chiều của mùa hè đau lòng ấy. Cuối ngày rồi mà nắng như đổ lửa lên dải đất miền Trung khô cằn, vẫn còn day dứt chưa muốn tắt. Ông Mạnh say rượu, đi ngất ngưỡng qua cái cổng nhà. Chợt nhìn thấy ông, bà như thấy điềm chẳng lành. Gọi thằng Út, bảo nó dọn dẹp giường chiếu cho ba nằm. Bà quăng đôi quăng gánh vừa đi lấy trứng về trên sân, chạy vội ra đỡ ông. Nhưng vừa nhìn thấy bà, ông Mạnh đã sấn tới. Ông rút cái đoạn gánh đang nằm chỏng chơ trên sân, phang mạnh vào bà. Vừa phang tới tấp, ông vừa chửi, vừa rủa cái thứ đàn bà trắc nết, lăng loàn là bà đã làm nhục ông. Đám con bà đẻ ra không phải con ông, bà cho ông ăn cơm thừa của người khác. Cái tuổi hờn của người đàn ông, cộng với con ma men dồn sức mạnh lên đòn gánh và từ nó, da thịt bà như xé tung ra. Thằng Út lúc đó mới 11 tuổi, khóc thét lên phía sau bà. Nó cố chạy đến ôm chân ba, những tưởng nó sẽ quật ngã ông nếu đủ sức. Quá đau đớn, cơn đau đến từ những vết lặn trên thể xác và cơn đau đến từ lồng ngực. Bà ngất đi. Bà chỉ kịp nhìn thấy thằng con đầu vừa hét vừa nhào vào từ cổng. Bà tỉnh lại trong bệnh viện sau gần một tuần mê man. Và con bà đã không thể tha thứ cho ba chúng từ dạo đó. Hôm nay, bữa cơm tối trong gian nhà cấp 4 chỉ có ba người. Bà Sang, thằng Út và vợ nó. Ông Mạnh chưa về. Bữa cơm quay quanh chuyện cơ quan cô con dâu chậm phát lương, báo hại nhân viên cứ thấp thỏm và lắng dần sang chuyện kiếm tiền thời buổi này thật khó khăn. Sau đó, cậu con trai hỏi bà về chuyện đồng án. Nó bảo, ngày mai được nghỉ, nó nhất định sẽ đi phun thuốc mấy sào ruộng cho bà. Hồi mới cưới nhau về, ba má vợ cho tụi nó căn nhà để ở riêng. Hai đứa bảo bà ra ở cùng, nhưng nghĩa vợ chồng bao năm, dù sắp nhỏ có không tha thứ cho ba chúng, thì phận làm vợ, sao bà bỏ ông một mình cho được? Huống chi bà thương ông còn hơn thương bản thân mình. Chuyện ngày xưa chỉ là hiểu lầm, bà không trách ông. Thấy bà kiên quyết ở lại, không biết hai đứa tính tới tính lui thế nào, lại dọn đồ về ở luôn với bà. Căn nhà nhờ vậy bớt quạnh hiu. Bữa cơm đã xong từ lâu, hai vợ chồng đứa con đã đi nghỉ. Bà Sang thì cứ ra vào thấp thỏm. Hơn 9 giờ tối, ông Mạnh vẫn chưa về. Có khi nào ông đi khuya vậy đâu. Thường thường tầm thời sự xong là ông về. Vì giờ đó là lúc con trai cô Thanh đi làm về. Mà cậu này thì không ưa gì người đàn ông lớn tuổi, vẫn hay bám lấy má mình. Đường lo lắng, bà Sang nghe tiếng chó sủa ngoài cổng. Bà nạt con Ki im lặng rồi chạy vội ra sân. Kia là ông Mạnh, áo quần bê bết, người mệt lả trên cánh tay của anh Hạnh, người hàng xóm kế bên nhà cô Thanh. Để thằng Út dìu ba vào nhà, bà quay sang hỏi con người tốt bụng đã giúp đưa chồng bà về. Anh ta vừa thở vừa kể. Số chú xui, hôm nay thằng Đương về sớm, bắt gặp má mình ngồi nói chuyện với ông già trên cái phản giữa nhà. Nổi nóng thằng nhỏ quật luôn ông xuống nền. Sức trai trẻ, nó với cái bình hoa trên chiếc bàn gần đó, phang cho ông một cú vào đầu. Vết thương trúng mạch máu bên thái dương
nên máu ra quá trời. May mà con nghe tiếng la chạy đến, rồi đưa chú đến trạm y tế băng vết thương. Không có chi nặng đâu, cô đừng lo. Thôi con về, đang ăn cơm nửa chừng. Cô cảm ơn con, thôi con về. Trời tối lắm, nhìn đường cho kỹ nghe con. Ừ, về cẩn thận. Tiễn Hạnh về xong, bà đi đến chỗ chồng đang nằm nghỉ trên cái giường tre. Mất máu nhiều, ông Mạnh nằm im. Môi ông tái nhợt, áo quần xộc xệch, đầu tóc bết với máu đã đông lại. Lúc trưa ông trẻ trung như thế nào, giờ nhìn ông thê thảm chừng ấy. Bà Sang gọi con dâu mang chút nước cho ông uống. Bà bước đến gần ông, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh. Uống nước xong, ông uể oải nằm xuống. Bà Sang nhìn ông với nỗi thương cảm dâng lên trong lòng. Bao lâu rồi bà không nhìn ông gần như thế này. Mắt bà ẩn ẩn nước. Bà khẽ cầm tay ông bằng đôi bàn tay đã nhăn nheo của bà. Tay ông to và thô ráp. Cánh tay anh Mạnh ngày nào đã cầm tay bà tìm chỗ nấp khi chiếc khu trực lượn lờ chĩa Đại Liên xuống cánh đồng. Giờ đây, anh Mạnh của bà đã già hơn, nhưng vẫn là người mà bà đã yêu thương và chăm sóc suốt mấy chục năm. Hơi ấm từ đôi tay người vợ già có lẽ đã truyền tải được những tâm tình mà lâu nay bà giấu kín. Ông Mạnh như đọc được hết những lời thương yêu không lời ấy. Ông mím chặt môi, nhưng màn mắt ông lay động. Từ trong đôi mắt già nua đó, hai hàng nước chảy dọc xuống hai bên mang tai. Bà Sang thì thầm với chồng, giọng nói như nghẹn lại trong cuống họng. Già cả rồi, có bao nhiêu danh dự cho đến ngày gặp tổ tiên, ông không để dành được sao? Rồi bà khóc. Bà gắng không khóc trước mặt hai con, nhưng không kìm nổi. Nước mắt người già không như nước mắt của trẻ nhỏ, hễ đau thì chúng khóc. Năm tháng làm chai sạn trái tim con người, nước mắt cũng có mấy khi chảy được đâu. Sau lưng bà, cô con dâu bỗng khóc nấc lên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.